Hi, chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn nha. Thì ngày hôm nay là Dương sẽ đi cuốn cái luồng bẫy này. Thì cái luồng bẫy này là cái luồng bẫy ở đám ruộng Dương cách đây Dương đặt rất là lâu rồi mà nó mắc cũng khá là nhiều. Ngày đầu tiên Dương đặt 40 cái, rồi nó mắc bắt đầu Dương tăng cường thêm 20 cái nữa bạn. Thì tầm khoảng 60 cái, thì ngày hôm nay mình đi thăm, đi cuốn hết thử coi nó còn khoảng bao nhiêu cái bạn. Thì cái luồng bẫy này là tới ngày hôm nay nữa là đâu 20-21 bữa gì các bạn ơi. Thì Dương đi cái ngày thăm chuyến thăm bẫy cuối cùng của Dương là cái ngày 27 Tết mà. Nhưng mà cái luồng này á, là trước ngày 27 là phải có một, có khoảng bao nhiêu ta? Khoảng 10 bữa nữa tại luồng bẫy này thắt, Dương làm biến đi đi thăm bạn. Rồi Dương bỏ luôn. Thì ngày hôm nay Dương quay qua Tết rồi Dương quay cho đây Dương cuốn những cái bẫy. Thì ngày hôm nay Dương cuốn á có những cái bẫy nào mà dính thì Dương quay chia sẻ cho các bạn xem nha. Mình vô cuốn cái bẫy đầu tiên, quay chia sẻ với các bạn. Các bạn còn hổ ngựa một, đẹp lắm. Quá má ơi, cái gì đây? Ôi, còn hổ ngựa nữa rồi. Ủa, sao bữa nay cuốn dính ta? Sắp lột da luôn rồi bà. Là chứng tỏ con ngựa này nó vô đây là lâu lắm nha. Lột da trong đây luôn. Để đi ra đây rồi. Ơi thay hết lớp da mà. Các bạn, anh em mà để ý ha, con rắn mà nó vô bẫy mình mà lâu quá đó là nó lột da trong bẫy luôn anh em. Con ngựa này cũng nhỏ chứ không có to. Nay Dương quay Dương như vậy thôi, Dương không có bắt con rắn ra, mở bao qua cho các bạn xem. Bữa nay Dương cũng không sợ gì hết. Đây trời, rắn nó nhỏ ẹt à trời ơi, ơi. Nhỏ mà thay da luôn thấy mà. Đây rồi. Bây giờ thường thường con rắn này nó vô bẫy mình mà lâu quá nó thay da luôn. Trời ơi quá nhỏ. Thôi thì mình đi dính thả luôn rồi. Để có gì chuyến sau mình quay lại mình đặt nữa thì mình bắt nó sao. Thay lớp da nè. Thả nó ra luôn. Thả ra các bạn. Cái bẫy này lúc trước nó dính được con hành ký. Chứ con không ngựa bẫy tấm bạn. Cái hồ bố trời. Trời đồ bạn ơi. Cha mẹ ơi con dữ lắm rồi. Đây con hù khó lấy. Ôi phải hành nè. Ôi dù không hành cũng lâu quá. Đây cũng gần nhà nè. Mở vào cho bạn xem. Tại mình cũng cuốn bẫy rồi mình cũng hết sợ rồi. Ôi chuột cũng ghen nè. Thì hôm nay mình không có bắt ra được bạn. Uồn hành này. Hành nhất luôn mà vô lâu quá. Ôi hai con luôn. Hai con. Vô mình nảy khô chứ. Chắc không được con nào nhất hết luôn. Hai hay ba rồi. Ừ hai. Hai cái đầu. Con gắn ba với con gắn nhì. Nhì đại. Nhìn này vô quá lâu. Ốm mà. Cái luồng bẫy này lâu quá ha. Thì bữa nay á là Dương chỉ quay cái thầm cuốn dính gắn của thì quay cho bạn xem. Chứ không quay khúc bắt nào mà. Ốm mà. Phải hai mấy ngày còn gì nữa. Đây thì Dương vừa tới cái khu này mà. Cái khu nhà yến nè. Các bạn anh em nào mà theo dõi Dương lâu quá thì chắc biết cái khu này bữa nay nè còn 8 cái mà.
cái này dính dữ lắm, nhiều không nhiều mấy con. Cái chà cái này dính nữa còn chà không hành. Hành này giấc không hành nhất luôn mà. Đây dương dừa mới vô mà chưa cuốn được cái nào hết. Cái đầu tiên dến nè, ăn cuốn như cái ghê hồn trời, mấy con trời, một cặp luôn rồi. Rồi trời dính má ăn chi giỏi sao thấy nặng dữ. Cặp nữa, nãy giờ cuốn cái này là mới cái thứ ba bạn. Cái đầu tiên dính nhựa, qua cái thứ hai là dính cặp, cái này cặp nữa, cặp nhì bự luôn. Để lâu quá nó vô bắt cặp. Có hơi ngon lành. Con rắn này thì nó dính ốm 20 bữa còn gì nữa. Ốm ốm mà nói gì thôi, nhưng mà rắn này ăn cũng được mà, không ảnh hưởng gì hết. Con hành thì nó ốm ốm nhưng mà nhìn nó cũng còn mập. Ngon lành cành cành. Cái khu này thì cũng còn rắn lắm bạn, nhưng tại vì mắc quá nhưng sợ là dính cuốn rồi. Đi cặp nhưng vừa lại cái bãi này dính con nữa, con ngựa rồi, con ngựa nhỏ chứ không to lắm. Này cuốn dính cái bệnh luôn. Được 4 làng còn làm cuốn dính thấy thương. Các bạn hôm nay dương dở lên như dính nữa mà dương chưa có biết được con gì nhé. Dương dở dương thấy nặng nặng, thấy nhiều phân nó bắn ra tới ngoài luôn gì nè. Phân nó bắn ra tới ngoài luôn rồi nè, dính nặng nặng rồi chứ không bự lắm, không có dính đó. Hàng không khủng không biết cái gì. Cho con hô mèo hết trời. Trời ơi má ơi, con hô mèo chà phá lửa luôn rồi. Nè. Hô mèo. Thôi ngợp máy rồi. Hút hàng nữa anh em ơi. Nó chuột mà nó ra sạch đầy luôn. Chị biết con gì đi. Ở trời nữa, hút mèo nữa. Lại luôn. Hút hàng hút hút mèo. Không nhẫn khiến thì một con hút mèo thứ hai. Cũng cái này chưa dính. Mở bao. Ồ, hút mèo này to mà. Đầu nó mà. Chuyên mở bao cho anh em xem. Con hổ mèo này là con rắn độc nha. Chà phá lửa luôn. Mèo bự quá. Mèo rắn độc quá. Thôi vừa ốp máy luôn nha. Nguyên một cái đám cỏ toàn cây đại dương không à. Đại dương loại mút mút trỏng thăm cái là không dính. Là cây này dính đó bạn ơi. Cái gì đây? Gỡ dở lên thì nó cũng khá là nặng. Mà chưa biết là con rắn gì. Con hổ hành là dạng khủng. Lầu. Con hổ mèo nghe không nổi. Con gì cũng không biết đâu rồi. Nhìn phân nhẹ. Nhìn phân mà dương nghe tiếng hổ mèo gì nó khùng nữa vậy. Ây trời, con hổ hành gì cũng không khùng mà này, nó mới vậy nè. Hành này hành nhì mà ở cho bạn xem luôn chứ trong đây thấy gì nó nhỏ xíu hành. Ôi hôm nay cuốn bảy mà dính cũng có lý rồi. Thì cuốn bảy này là những con rắn này dính cũng đã lâu hết rồi, bởi vì nó
dính mà thêm thấy nó ốm hết, ăn quá trời phân khô hết luôn. Thành đen luôn, 20 bữa mình cho là 20 đi chứ giờ không hai mấy nữa mà Dương cái tập đó Dương bỏ dưa leo vô, con chuột chưa ăn dưa leo luôn à. Là chứng tỏ gắn này dính khá lâu nha, gắn này dính tầm có khoảng 17 bữa rồi. À, cũng chịu đâu rồi. Mấy cái bãi kia Dương thăm bây giờ không còn miếng dưa leo nữa nè, không miếng dưa leo đâu à, mà nó còn cái thinh luôn, chuột mấy còn mấy cái. Thường mình bỏ dưa leo với lúa này trước là con chuột nó ăn dưa leo này trước mà, ăn dưa leo này hết rồi nó mới ăn lúa. Mà miếng dưa leo nó hết là gắn này vô tầm khoảng 17 bữa mà vẫn còn mập lắm nha. Không hành, không hành thường thường nó ăn nó dự trữ mua lạnh bằng cái khúc đuôi sao nè, nó mở dữ lắm, mở là dự trữ những cái ngày mà nó đói đó, nó nằm trong hang nó lột da đó. Mà cái đuôi bữa nay hết mở luôn rồi à, ngon lạnh con này tầm khoảng 4-5 lạng rồi. Chừng vừa dẹt ra có dấu hiệu có hàng rồi, ép bình lúa mà nó lột da luôn rồi. Mà chưa biết cái gì nữa nha. Ủa mà không dền mọi người, lột da luôn. Quá lâu, giờ này cũng hơi nhỏ lắm, không được to lắm. Lột da luôn rồi. Con này con thứ hai lột da, con hổ ngựa cũng lột da, con này thì cũng lột da. Lột da hay thay da gì nó cũng vậy. Nhỏ lắm. Ây cha ơi, nhỏ nửa ký lô thay da luôn, biết lâu cỡ nào à, chứng tỏ con rắn này dính quá lâu rồi bạn, nó mới thay da trong lòng luôn. Dấu hiệu này, hiện tượng này thì chỉ có những cái luồng bẫy nào mà nó lâu thôi, bẫy mới thì ít à. Da rồi, 1 kg bên này dính cũng khủng khiếp thiệt trời. Rồi thì toàn bộ cái khu này bạn, tại khu này là Dương mắc bẫy rất là nhiều nha. Bây giờ sau lưng bên đây cũng vậy, đây rất là lớn mà rộng khu này, thì vô đây Dương thăm 3 cái bạn, thăm 3 cái nó mắc mà còn có 3 cái. Dương vô cuốn 3 cái dính được con ngựa phân mà. Đó, phần nó cũng nhỏ như con hành mini. Thì tổng thể cái luồng bẫy này á, là Dương đặt lúc đầu tiên á, là 40, rồi bắt đầu nó mắc xong rồi còn ít, Dương thấy còn ít bẫy quá là Dương tăng cường thêm 20 cái nữa là cho nó đủ 40 là mình quay clip thôi. Mà ngày hôm nay là Dương tính coi còn coi 6 mà 3 lớp gì là 18, còn đúng có 18 cái bạn. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng được trúng mánh bạn ơi, thì con hổ ngựa, con hổ dền, đây con hổ ngựa nữa, đây hai hổ hành, hai hổ hành luôn, phải con hành gì chứ. Với lại bên đây thêm trong cái lồng, hai cái lồng này, lồng này với cái lồng bên đây là hai con hổ mèo to lắm rồi. Thì cũng có mấy người đó đi vô kìa. Thôi thì ngày hôm nay Dương thăm cuốn hết 18 cái bẫy này chung là cũng trúng mánh bạn. Thôi thì cũng cho Dương xin kết thúc clip tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã dành chút thời gian của mình ra xem clip của Dương nha. Còn bây giờ cho Dương nói lời tạm biệt và hẹn anh em vào những video kế tiếp nha. Bye bye.